Trước khi chính thức mở cửa lại trung tâm thương mại, đội ngũ nhân viên của Resin Mall đã thực hiện nghi thức dành một phút im lặng để tri ân những người phục vụ trên tuyến đầu chống dịch và cho thành công của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch. Để chuẩn bị cho việc mở cửa lại, trung tâm thương mại và các cửa hàng đã triển khai nhiều biện pháp an toàn cho người tiêu dùng đến mua sắm như kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn tay ngay tại cổng trước khi vào trung tâm, đặt các bảng thông báo nhắc nhở người dân giữ gìn sức khỏe, tổ chức đội vệ sinh khử trùng, làm sạch các khu vực khác nhau trong trung tâm và ở các cửa hàng, dán sticker yêu cầu giữ khoảng cách 2m tại các vị trí như thang cuốn, thang máy, quầy thu ngân. Tại khu vực ẩm thực ở tầng 5, trung tâm cũng cho sắp xếp lại giảm số lượng bàn ghế phục vụ để đảm bảo khoảng cách an toàn. Chúng ta đều hiểu rằng xã hội và doanh nghiệp đều phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mở cửa trở lại sau một khoảng thời gian cách ly xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi đặt mối quan tâm hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của khách hàng một cách tốt nhất. Do đó, chúng tôi sẽ ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo chỉ dẫn của chính phủ. Đặc biệt, chúng tôi nghiêm túc tuân theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đối với dịch vụ kinh doanh ăn uống từ chính phủ, chúng tôi luôn giữ vững tinh thần lạc quan chào đón mọi người. Ngay trong ngày mở cửa trở lại, trung tâm cũng đã đón những khách hàng đầu tiên đến tham quan và mua sắm. Chú cảm thấy rất vui là ở nhà lâu quá, bực quá rồi. Với cái thứ hai là chú cũng phải đi thêm kiến rồi đó. Rất là cần mà làm cho dân chúng nó vui vẻ trở lại. Nó hăng hái để làm việc rồi. Nó bớt bệnh nữa. Mình thấy sau những ngày mà mình ở nhà mình tránh dịch thì mình cũng muốn đi ra ngoài để xả stress. Ví dụ như mua sắm rồi này kia trở lại. Cho nên là khi mà nghe tin là được mở cửa là mình cứ đi liền. Vẫn thích cái không khí như vậy. Nhưng mà mình cũng phải nên đề phòng chút xíu để đỡ lây lan lại trở lại. Đại diện Resin Mall cũng cho biết chỉ đang duy trì các chương trình khuyến mại hiện tại để giữ cho không tụ tập quá đông người tại trung tâm thương mại nhằm đảm bảo an toàn. Các chương trình khuyến mại sẽ được tổ chức nhiều hơn khi dịch bệnh được kiểm soát triệt để.